Theo báo cáo của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 28.199 tỷ đồng, tăng 30,79% so với cùng kỳ. Chỉ có 8% người Việt có bảo hiểm nhân thọ, trong khi tỷ lệ này tại các nước phát triển lên đến 90%. Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện có sự góp mặt của 19 doanh nghiệp, nhưng chỉ có một doanh nghiệp nội. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn những con số vừa rồi đã cho quý vị và các bạn thấy phần nào về vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là bảo hiểm nhân thọ. Vâng, như chúng ta vừa thấy thì chỉ có 8 đến 10% dân số Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ, trong khi con số này ở các nước phát triển thì có thể lên tới 80%. Thực trạng này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng phản ánh những hạn chế của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Nhằm tháo gỡ những trăn trở xung quanh vấn đề bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi đã mời tới trường quay diễn giả Nguyễn Thanh An, tác giả sách bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng tại Việt Nam. Vâng, xin chào ông ạ. Xin chào Kim Ngọc và xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước tiên thì xin mời quý vị và các bạn cùng với diễn giả Nguyễn Thanh An, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phần tổng hợp sau để có cái nhìn về việc người Việt Nam hiểu như thế nào về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ thì theo như em được nghĩ thì bảo hiểm nhân thọ thì nó có lợi cho nhân dân. Vì là nhân dân nếu mà có tiền để mua bảo hiểm nhân thọ thì khi mà xảy ra tai nạn rủi ro nó có quyền lợi cho mình là tốt, cách tốt nhất. Với bảo hiểm nhân thọ thì tôi cũng biết rằng là hiện tại thì cũng đã có rất là nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ lớn ở trên thế giới thì đã có mặt ở Việt Nam. Đó thì với bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là trong cuộc sống thì cũng không ai có thể nói trước được về cái những cái rủi ro phía trước. Thì tôi nghĩ rằng là bảo hiểm nhân thọ thì phần nào đó thì nếu như mà mình tham gia thì nó có thể là giúp cho mình có thể là ứng phó được với những cái tình huống xấu có thể xảy ra trong tương lai phía trước của mình. Cái bảo hiểm nhân thọ tôi có nghe thế nhưng mà tôi không quan tâm, không tìm hiểu. Tôi không biết gì về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ hay mô hình chia sẻ gánh nặng, rủi ro xuất hiện từ sớm trong các cộng đồng người. Theo đó, hàng ngày các thành viên trong cộng đồng cùng đóng góp một số tiền nhỏ vào một cái mũ. Số tiền trong mũ sau đó sẽ được dùng để giúp đỡ người thân trong gia đình nếu một trong những người tham gia đóng góp gặp chuyện không may. Hình thức chia sẻ rủi ro này trở thành nền tảng hình thành bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ được hiểu là bản thỏa thuận hợp pháp hay hợp đồng, trong đó các công ty bảo hiểm đồng ý chi trả một khoản tiền hoặc các lợi ích tài chính tương đương cho người hưởng thụ khi một sự kiện được bảo trợ bởi các chính sách bảo hiểm xảy ra. Nói cách khác, bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò thay thế khoản thu nhập mà bạn cung cấp cho gia đình và những người phụ thuộc trong trường hợp bạn mất hay không thể tiếp tục làm việc. Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, được biết thì ông là tác giả của rất nhiều những đầu sách về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và đồng thời thì ông cũng đã là người có cái kinh nghiệm làm việc lâu năm, giảng dạy và đào tạo trong ngành bảo hiểm. Vậy thì để có thể giải thích một cách ngắn gọn về khái niệm bảo hiểm nhân thọ thì ông sẽ nói như thế nào? Có rất là nhiều các cái định nghĩa khác nhau về bảo hiểm nhân thọ. Những cái định nghĩa có tính chất học thuật, thí dụ như là người ta định nghĩa rằng là bảo hiểm nhân thọ là một quỹ dự phòng về tài chính được đóng góp bởi số đông người nhằm bù đắp tổn thất về tài chính cho một số ít người chẳng may gặp rủi ro. Thế nhưng mà An thì An thích một cái định nghĩa ngắn gọn như sau, đó chính là bảo hiểm nhân thọ chính là tiền cho con người khi gặp rủi ro và ngay cả khi sống thọ. Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An, thì nhân thọ có thể hiểu nôm na là tuổi thọ của con người phải không ạ? Và tuy nhiên theo như tôi hiểu thì bù đắp cho rủi ro về sinh mệnh thì nó cũng chỉ là một trong rất nhiều quyền lợi mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho người sử dụng. Vậy thì tôi hiểu như vậy có đúng không ạ? Thực ra thì nó cũng đúng, tuy nhiên là nó chưa đủ. Bởi vì là khi tham gia bảo hiểm nhân thọ ấy, thì bạn có rất là nhiều các cái quyền lợi khác nhau. Quyền lợi ngay cả khi mình chẳng may ốm đau nằm viện, quyền lợi ngay khi mình thương tật hay khi mình gặp những cái bệnh hiểm nghèo, hay quyền lợi khi mình rủi ro tử vong, mất thu nhập thì mình được bù đắp tổn thất về thu nhập 5 năm, 10 năm hay là 20 năm tùy theo cái mức mình tham gia. Và tất nhiên là bảo hiểm nhân thọ nó có một chức năng, đó chính là tích lũy tiết kiệm để cho con người có tiền khi mà được sống lâu khi về già. Sống lâu thì chúng ta đều thích, nhưng mà
sống lâu mà không có tiền thì chắc chắn lại không ai thích cả. Vâng, bên cạnh bảo hiểm nhân thọ thì có thể thấy là chúng ta cũng khá quen thuộc với bảo hiểm xã hội hay là bảo hiểm y tế. Và cũng có nhiều người tin rằng là họ đã có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế rồi. Để đảm bảo cuộc sống trong tương lai của họ rồi thì họ cũng sẽ không cần phải mua thêm bất kỳ những cái gói bảo hiểm bổ sung nào khác, ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn. Vậy thì là một chuyên gia về bảo hiểm nhân thọ, ông có thể phân tích là bảo hiểm nhân thọ thì có sự khác biệt như thế nào so với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được không ạ? Thực ra thì khi mà so sánh ấy, giữa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ ấy, thì rõ ràng là so sánh nó cũng rất là khó. Bởi vì là mỗi một loại hình bảo hiểm nó đều có một cái vai trò, một cái chức năng riêng biệt của nó. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là những cái chính sách an sinh xã hội dành cho người lao động và dành cho người dân nói chung. Và khi mà bạn tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa là bạn đang làm việc ở một doanh nghiệp, một công ty, một cơ quan nào đó và phải tham gia theo cái chính sách bắt buộc của luật lao động. Cho nên bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì là loại hình bảo hiểm mà tham gia một cách bắt buộc. Tất nhiên hiện nay thì có cả loại hình bảo hiểm y tế mà tham gia tự nguyện. Còn thì bảo hiểm nhân thọ thì tham gia là hoàn toàn tự nguyện theo cái khả năng và theo nhu cầu của mình. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội ấy, là bạn tham gia để nhằm mục đích là bạn có được lương hưu khi mà bạn không lao động nữa thì bạn sống những cái năm tháng tuổi già của mình. Còn tham gia bảo hiểm nhân thọ ấy, là không chỉ là để có lương hưu mà còn để bảo vệ thu nhập. Bởi vì tham gia bảo hiểm xã hội thì là hưởng lương, còn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì là sống thì cũng được hưởng lương, tức là nhận về cái giá trị đáo hạn, nhưng mà nếu như rủi ro là tử vong là chết thì được bồi thường để mà bù đắp cái tổn thất về thu nhập bạn không làm ra được nữa. Còn về bảo hiểm xã hội ấy, với bảo hiểm nhân thọ thì nó có những cái điểm khác nữa mà tôi cảm thấy rất là thú vị, đó là bảo hiểm xã hội ấy, là mình chỉ tham gia cho bản thân mình thôi, để mà mình lo cho cái tuổi già của mình. Còn khi mà bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ thì bạn không chỉ là để bảo vệ cho bản thân mình mà còn để bảo vệ cho cả gia đình, cho cái tương lai của gia đình, hay là tích lũy tiết kiệm cho con cái sau này ăn học. Với bảo hiểm y tế, và khi so bảo hiểm y tế với bảo hiểm nhân thọ thì nó cũng có những cái điểm giống nhau và có những cái điểm khác biệt. Thì cái điểm giống nhau đó là khi tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ thì nó cũng có những quyền lợi về y tế, về chăm sóc sức khỏe giống nhau. Nhưng mà bảo hiểm y tế thì khi bạn tham gia thì bạn sẽ được chi trả cái chi phí điều trị theo một cái định mức nhất định và theo những cái trường hợp rất cụ thể, căn cứ theo cái hóa đơn chứng từ về chi phí y tế mà bạn đã sử dụng đấy. Nhưng còn bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ được chi trả cái số tiền mà theo hợp đồng được quy định rất là rõ từ khi mà bạn ký kết. Cho nên là gì, có càng nhiều càng tốt. Và tôi, bản thân tôi hay là rất nhiều người cũng đang có cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ. Vâng, thưa diễn giả Nguyễn Thanh An và thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ ở các nước phát triển là rất lớn. Bảo hiểm nhân thọ thì được ví như một công cụ hoạch định tài chính cho tương lai và không chỉ giúp người tham gia tiết kiệm, đầu tư tài chính hiệu quả. Bảo hiểm nhân thọ còn giúp bảo vệ, bù đắp tài chính nếu như người tham gia không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Phóng sự sau đây sẽ phần nào cho quý vị và các bạn thấy được ý nghĩa và vai trò của bảo hiểm nhân thọ. Khi mà nghe thấy mà bảo anh bị có một cái u ở trong phổi thì nói chung gia đình cũng rất chỉ là lo. Mà lúc bấy giờ khi nói đến có cái u phổi là lúc bấy giờ nói chung là tôi cũng đã vào bệnh viện phải nhai cấp cứu 2 ngày. Lúc bấy giờ nghe lo lắng và rất chỉ là sợ, hoảng sợ lắm. Nhưng mà xong cái quá trình mà thời gian để mình mà lo lắng về cái tiền trong gia đình để mà bỏ ra chi phí hết ý, thì mình cũng rất chỉ là cảm thấy là cũng đến lúc mà anh ấy cũng nằm viện được 8 tháng khi anh mà ở trong viện. Từ khi phát hiện ra bệnh là anh cũng tận 8 tháng, thì lúc bây giờ đã đến cái lúc bây giờ đồng tiền là chỉ được 6 tháng thôi, đồng tiền là đã cảm thấy là không còn nữa. Khi bị ung thư là cái số tiền nó mình cũng phải chi phí rất là nhiều. Cái thứ nhất là khoản chi phí về thuốc thang cho chồng, cái thứ hai lại khoản chi phí làm sao mà để kiếm tiền để còn chăm sóc cho chồng hàng ngày, con cũng phải nghỉ làm để mà chăm sóc cho bố. Chồng chị Hoàng Thị Nghĩa, anh Hoàng Văn Thanh đã tham gia bảo hiểm nhân thọ từ năm 2009. Năm 2016, anh Thanh bị ung thư và qua đời. Lúc bấy giờ thì nói chung cả nhà hoang mang, ai cũng chỉ tâm trạng để mong để lo cho chồng. Và cũng có thêm tiền bảo hiểm thì cũng hỗ trợ cho mình thêm, cũng đỡ một phần. Chứ nếu mà không có thì lúc mà lo xong cho chồng thì lấy đâu ra tiền để lo cho các con nữa. Những trường hợp như gia đình chị Nghĩa không hiếm tại Việt Nam. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư, ước tính Việt Nam có khoảng 94.000 người chết vì ung thư một năm. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng thứ 78
trên 172 quốc gia được điều tra. Bên cạnh đó, vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010 và dự kiến sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020.